Everyone, welcome to module 12, Ăn, Và, Uống, Eating and Drinking. Now, let's get started with the dialogues. A. Đàm thoại, dialogue. Đàm thoại 1, dialogue number 1. Mr. Williams stays at Mrs. Nam's place. In the morning, they sit at the dining room table. Bà Nam: Xin lỗi ông Williams, ông có thường ăn sáng không? Xin lỗi ông Williams, ông có thường ăn sáng không? Excuse me, Mr. Williams, do you usually have breakfast? Ông Williams: Dạ có. Yes, I do. Bà Nam: Ông thường ăn gì? Ông thường ăn gì? What do you usually have for breakfast? Ông Williams: Tôi thường ăn trái cây, một miếng bánh mì nướng và uống cà phê. Tôi thường ăn trái cây, một miếng bánh mì nướng và uống cà phê. I usually eat some fruit, a slice of toast and a cup of coffee. Bà Nam: Tôi mời ông ăn sáng theo lối người Việt. Tôi mời ông ăn sáng theo lối người Việt. I would like to invite you to have a Vietnamese breakfast. Tôi mời ông ăn bún bò. Tôi mời ông ăn bún bò. I would like to invite you to have Vietnamese beef soup. Ông Williams: Hay lắm. Tôi thích ăn bún bò. Hay lắm, tôi thích ăn bún bò. Great, I like Vietnamese soup. Bà Nam: Ông uống cà phê đen hay cà phê sữa? Ông uống cà phê đen hay cà phê sữa? Would you like white or black coffee? Ông Williams: Bà cho tôi cà phê sữa. Bà cho tôi cà phê sữa. Can I have white coffee, please? Now I will translate word by word. Mrs. Nam: Xin lỗi means excuse me. Ông means you. Có means to have. Thường means usually. Ăn means to eat. Sáng means breakfast. Không means no, to indicate a question. Do you usually have breakfast? You have usually eat breakfast? No? Yes, I do. Ông means you. Thường means usually. Ăn means to eat. Gì means what. You usually eat what? Trái means fruit. Trái also is a major word for the word cây. Cây means tree. So fruit tree. And trái cây also means fruit. So I usually eat fruits. Một means one. Miếng means slice. Bánh mì means bread. Nướng means toast. Và means ăn. Uống means drink. Cà phê means coffee. A slice bread, toast, and drink coffee. Mời means to invite. Ông means you. Ăn means to have to eat. Sáng means to mean the breakfast. Theo means following. Lối means the way. The manner,
Người Vietnamese, I invite you to eat breakfast following the way of Vietnamese. Mời means to invite, ăn means to eat, bún bò means Vietnamese beef soup. I would like to invite you, or I invite you to eat the bún bò. Hay lắm. Hay means interesting or great. Lắm means very much, interesting, very much, or great, very much. Thích means to like. Ăn means to eat, and bún bò is Vietnamese dish. I like to eat Vietnamese soup. Uống means to drink. Cafe means coffee. Đen means black. Hay means all. Cafe means coffee. Sữa means milk. You drink coffee black or coffee milk. It means, do you like the black coffee or coffee with milk? Milk coffee. Ba means you. Cho means to give. Tôi means me. Cafe means coffee. Sữa means milk. You give me coffee with milk. Đàm thoại 2. Dialogue number 2. Mr. Williams, Mr. Nam and Mrs. Nam are sitting at the dinner table. Ông Williams. Ông Nam, ông nấu ăn được không? Ông Nam, ông nấu ăn được không? Can you cook, Mr. Nam? Ông Nam, tôi nấu ăn được nhưng không ngon. Tôi nấu ăn được nhưng không ngon. Yes, I can, but not well. Bà Nam, ông ăn cơm Việt Nam nhiều chưa? Ông ăn cơm Việt Nam nhiều chưa? Have you had much Vietnamese food before? Ông Williams, tôi không nhớ bao nhiêu lần, nhưng không nhiều lắm. Tôi không nhớ bao nhiêu lần, nhưng không nhiều lắm. I don't remember how many times, but not many. Bà Nam, ông ăn thử món gọi cuốn này. Ông ăn thử món gọi cuốn này. Này. Would you like to try fresh prawn? Ông Williams, món gỏi cuốn này ngon quá. Món gỏi cuốn này ngon quá. This fresh prawn is very nice. Món này gọi là gì? Món này gọi là gì? What do you call this dish? Bà Nam, đây là món chạo tôm. Đây là món chạo tôm. This is prawn sugar cane. Ông Williams, món này đặc biệt Việt Nam phải không? Món này đặc biệt Việt Nam phải không? Is this a special Vietnamese dish? Bà Nam, không hẳn thế. Người Việt có nhiều món đặc biệt lắm. Không hẳn thế. Người Việt có nhiều món đặc biệt lắm. No, Vietnamese have many special dishes. Ông Nam, ông cầm đũa quen rồi. Ông cầm đũa quen rồi. You are familiar with chopsticks. Ông Williams, tôi tập hoài mới được đấy. Tôi tập hoài mới được đấy. I have practiced many times. Now let's translate word by word. Ông means you. Nấu means to cook. Ăn means to eat. So nấu ăn means to cook to eat. Or nấu ăn also means to cook. Được không? Được means can.
and không to indicate a question. Can you cook, Mr. Nam? Nhưng, means but, không mean not, and ngon mean delicious. I can cook, but not delicious. Ăn means to eat, cơm means rice. So ăn cơm means to eat rice. But you also can translate ăn cơm means to have meal. Because normally in almost all the meals of Vietnamese, we always eat with the rice. That's why ăn cơm, to eat rice, means also to have a meal. So you have meal, Vietnam means nhiều, means many, chưa, means yet. So you have meal, Vietnamese, many times yet, or have you had Vietnamese many times to eat a Vietnamese meal yet? Nhớ means to remember. Bao nhiêu means how many or how much. Lần means times. I don't remember how many times. Nhưng means but. Không means not. Nhiều lắm means nhiều means many. Lắm means very. So but not many, many much. So, but not many times. Thử means to try. Món means dish. Gỏi cuốn means fresh spring roll. Này means this. You eat, try, dish, fresh spring roll dish. You try to eat this fresh spring roll. This fresh spring roll delicious, so delicious. God means to call. So dish, this call is what? What do you call it dish? They means this. Là means to be, món means dish. Chảo tô means the name of this. To translate, you can translate from sugar cane. So this is dish from sugar cane. Đặc biệt means special. Phải không, to indicate a tag question. So this dish is a specialty, is a Vietnamese specialty, isn't it? Không hẳn thế. Not certain. Yeah. Not totally. Người Việt means Vietnamese. Có means to have. Nhiều means many. Món means dish. Đặc biệt means special. Lắm means very. So Vietnamese have many special dishes. Cầm means to take. Đũa means chopstick. Quen means be familiar with or be acquainted with. Rồi means already. So you bring, you take the chopstick used already. It means you are used to take the chopstick. Tập means practice. Why means many. I mean always, many times. Mới means new, or in this case mean then. Được means can be arrived to do something. Đấy is an expression to put in the end of the question, in the end of the sentence to
put a stress on this sentence. So I practiced always many times, then got it. Now let's move to part B, từ ngữ, vocabulary. Now I will read one time and you will repeat after me. Trái cây, trái cây, fruit. Cà phê, cà phê, coffee. Cà phê đen, black coffee. Bún bò, Vietnamese beef soup. Gỏi cuốn, fresh roll or fresh spring roll. Đũa, đũa, chopsticks. Uống, uống, to drink. Mời, mời, to invite. Ăn trưa, to have lunch. Nhớ, nhớ, to remember. Nấu, nấu, to cook. Thử, thử, to try, to test. Bánh mì, bread, sandwich. Cà phê, oh sorry, bánh mì nướng, toast. Cà phê sữa, white coffee, a coffee with milk. Cơm, cơm, cooked rice. Chả tôm, brown brown sugar can. Or brown sugar can. Ăn, ăn, to eat. Ăn sáng, to have breakfast. Ăn tối, to have dinner. Thích, thích, to like. Nấu ăn, to do the cooking. Gọi, gọi, to call. Cầm, cầm, to hold. Or to take. Và, and. Hay, hay, or. Quá, quá, very or so. Quen, quen, familiar with or used to. Tập, tập, to practice. Hay lắm, great, excellent. Ngon, ngon, nice, delicious. Đặc biệt, special. Ngoài, ngoài. Always, or always mean also luôn luôn, but don't mix different. C, ngữ pháp, linguistic elements. Small one, có, chấm, 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 không, chấm, or in a question formation, it is used to form a question by placing a verb or a verb phrase between có, dum dum dum, không. There are two ways of answering the question, positive and negative. If the answer is positive, we use có, and if negative, we use không. Examples. A. Ông có ăn cơm không? Ông có ăn cơm không? Have you had a meal? A. Dạ có. Dạ có. Yes, I have. Dạ không. Dạ không. No, I haven't. B. Cô ấy có uống trà không? Cô ấy có uống trà không? Does she drink tea? A. Dạ có. Dạ có. Yes, she does. Dạ không. Dạ không. No, she doesn't. Small two. Ăn cơm, to have a meal. Cơm means cooked rice. The Vietnamese use ăn cơm, eat cooked rice, to mean to have a meal.
and ăn sáng, morning, trưa, noon, tối, evening, to form terms as follows. Examples: ăn cơm sáng, ăn sáng, ăn cơm sáng, ăn sáng, to have breakfast. Ăn cơm trưa, ăn trưa, ăn cơm trưa, ăn trưa, to have lunch. Ăn cơm tối, ăn tối, ăn cơm tối, ăn tối, to have dinner. 3. Một miếng, a piece, be a part of a unit. It is put in front of a noun. It does not have a as in English. Examples: một miếng thịt gà, một miếng thịt gà, a piece of chicken, một miếng cam, một miếng cam, a piece of orange, một miếng vải, một miếng vải, a piece of fabric. Small for then black, an adjective. In Vietnamese language, an adjective stands after the noun. It modifies. Examples: cà phê đen, cà phê đen. Here, cà phê is a noun, and then is the adjective, and then stand after the noun cà phê to modify cà phê. Áo trắng, áo is a noun, trắng is the adjective, trắng stand after the noun áo. Cà phê đen means black coffee, áo trắng means white shirt. Nhà đẹp, nhà is a noun, đẹp is the adjective, stands after the noun nhà. Nhà đẹp means beautiful house. Cơm ngon, cơm is a noun. Ngon is the adjective. Ngon stands after the noun cơm. Cơm ngon means delicious cooked rice. 5. Được, can, stands after a verb or verb phrase to express an ability. Examples: tôi nói được tiếng Việt. Tôi nói được tiếng Việt. I can speak Vietnamese. Được stand after the verb nói. Vợ tôi nấu ăn được. Vợ tôi nấu ăn được. My wife can cook. In this sentence, được stands after the verb phrase nấu ăn. Được không is a test question word. It follows a statement to form a test question. There are two ways to answer this question: positive được and negative không được. Examples: A. Ông giúp tôi được không? Ông giúp tôi được không? You help me. Can you help? You can help me. Can't you? Can you help me, please? The answer: dạ được. Yes, I can. Dạ không được. No, I can't. B. Bà cầm đũa được không? Bà cầm đũa được không? You can hold the chopsticks. Can't you? Can you hold the chopsticks? The answer: dạ được. Yes, I can. Dạ không được. No, I can't. Small sick. Chưa, not yet. A question word used to form a question in the present perfect tense. In answering this question, we use chưa for negative and rồi for positive.
Examples A. Ông ăn cơm Việt Nam chưa? Ông ăn cơm Việt Nam chưa? Have you eaten Vietnamese cooked rice? Or have you eaten Vietnamese meals yet? The answer is dạ chưa. Not yet. Or dạ rồi. Already. B. Bà nấu cơm chưa? Bà nấu cơm chưa? Have you cooked rice yet? Have you cooked yet? The answer is dạ chưa. Not yet. Or dạ rồi. Already. Now let's move to part D. Practice. Thực hành. 1. Thực hành nói. Oral practice. 1. Invite your conversation partner to have a meal. A. Invite a single lady to have a breakfast. So now you have to say, I invite you to have breakfast in Vietnamese. The answer is, tôi mời cô ăn sáng. Tôi mời cô ăn sáng. B. Invite a married man to have lunch. So I invite you to have lunch. The answer is, tôi mời ông ăn trưa. Tôi mời ông ăn trưa. C. Invite a married woman to have dinner. I invite you to have dinner. The answer is, tôi mời bà ăn tối. Tôi mời bà ăn tối. 2. Look at the picture, then place your order with the waiter. A. In the picture, this is bún bò, the Vietnamese beef soup. So now, how to say, please give me a bún bò. The answer is, cho tôi bún bò. Cho tôi bún bò. If you go to a restaurant alone, so even you don't need to precise how many bún bò you want, the waiter can understand automatically that you order one. So you no need to say một bún bò. You can say, but sometimes you don't need, but even you don't say, the waiter still can understand that you just want one. Or more communicate, like give me a bowl, a bún bò. Do you remember a bowl we studied in the last lesson? Cho tôi một bát, một tô bún bò. Cho tôi một bát bún bò. Cho tôi một bát bún bò. Or cho tôi một tô bún bò. Cho tôi một tô bún bò. Bát we use to indicate the bowl in the north, and tô we use in the south. B. Gỏi cuốn, fresh spring roll. The answer is, cho tôi gỏi cuốn. Cho tôi gỏi cuốn. To make it more complicated, please translate. Give me a plate of gỏi cuốn, a fresh spring roll. I prefer to let the name of the dish in Vietnamese. Give me a plate of gỏi cuốn, please. Cho tôi một đĩa gỏi cuốn. Cho tôi một đĩa gỏi cuốn. Đĩa means plate. That we studied in the previous lesson. C. Cơm chiên. Cơm chiên. Fried rice. So please give me fried rice.
Cho tôi cơm chiên. Cho tôi cơm chiên. And now please translate. Give me a plate of cơm chiên please. Give me a plate of cơm chiên please. Cho tôi một đĩa cơm chiên. Cho tôi một đĩa cơm chiên. Sometimes the fried rice in the north, we also say cơm rang. Cơm rang. And rang is the action that we fry the food on the in the pan on the stove. So we also use cơm rang. So here you can say cho tôi cơm rang, or cho tôi một đĩa cơm rang. You still can understand that. Please give me a plate of fried rice. Exercise 3. Answer the questions by using the picture indicating your choice. A. Cà phê, coffee. Trà, tea. So your choice is trà, tea. A. Ông uống cà phê hay trà? Ông uống cà phê hay trà? Do you drink coffee or tea? Now, please answer, I drink tea. I drink tea in Vietnamese. The answer is, tôi uống trà. Tôi uống trà. The second picture, there is a glass of beer. And let's say a jerk. It's not a bottle, right? There are beer and alcohol. Alcohol. So your choice is beer. B. Ông uống bia hay rượu? Ông uống bia hay rượu? Do you drink beer or alcohol? The answer is tôi uống bia. Tôi uống bia. I drink beer. And now please say no need to complicate. No, I still want to complicate a bit. Now please say, I drink a glass of beer. In Vietnamese, do you remember a glass we studied in the last lesson? The answer is, tôi uống một ly bia. Tôi uống một ly bia. I drink a glass of beer. See, in the picture, there is a plate of fried rice and a bowl of Vietnamese beef soup. And your choice is fried the rice. The question is, ông ăn cơm chiên hay bún bò? Ông ăn cơm chiên hay bún bò? Do you eat fried rice or Vietnamese beef soup? So the answer is, I eat fried rice. Tôi ăn cơm chiên. Tôi ăn cơm chiên. Exercise 4. Ask people if they can do as shown in the picture. A. Ask a married woman. And the action here is nấu ăn, to cook. So how to ask, can you cook? Do you remember to ask about the ability of someone? We use the question được không? So the answer is
Bà nấu ăn được không? Bà nấu ăn được không? Can you cook? Or you can cook? Can't you? Do you remember the answer? If you can cook, you will say. Có. Or if you cannot, you say không. Or you also can say được. Tôi nấu ăn được. Or không. Tôi không nấu ăn được. Or tôi không biết nấu ăn. See? To answer, you can say được, tôi nấu ăn được. It means yes, I can cook. Or không, tôi không nấu ăn được. I can't cook. Or tôi không biết nấu ăn. I don't know how to cook. Biết, to know. B. Ask a young lady if she can hold the chopsticks. Can you hold the chopsticks? The answer is, cô cầm đũa được không? Cô cầm đũa được không? If she can hold the chopstick, we will say, được. Tôi cầm đũa được. And if she can't, không. Tôi không cầm đũa được. Không. Tôi không cầm đũa được. À, tôi không biết cầm đũa. C. Ask a married man if he can drink alcohol. Because in Vietnam, the alcohol is usually made by rice instead of grapes. So I translate rice alcohol or alcohol instead of wine. Wine is especially for we have another word to express the wine in Vietnam. That's the rượu vang. Wine. Rượu vang. Wine. So now please ask. Can you drink alcohol? The answer is, ông uống rượu được không? Ông uống rượu được không? Được, tôi uống rượu được. Không, tôi không uống rượu được. Ồ, không, tôi không biết uống rượu. Now, exercise 5. Express your appreciation of food indicated in the picture. A. Nem nướng. Grilled pork. Grilled pork. So how to say how delicious it is in Vietnamese? Nem nướng ngon quá. Nem nướng ngon quá. Nem nướng is the name of the dish. And ngon is delicious. And quá is so. So nem nướng delicious, so. Nem nướng is so delicious. But in Vietnamese, we often delete the to be. The verb to be in the sentence. So please do the same with the picture B. Mì xào. Fried noodles. The answer is, mì xào ngon quá, mì xào ngon quá. Exercise 6. Ask a person, a married woman, what she likes to eat. A. Bánh mì nướng. Toasted bread or toast. So how to say, do you like to eat? Toast. Do you like to eat the toasted bread in Vietnamese? The answer is,
Bà thích ăn bánh mì nướng không? Bà thích ăn bánh mì nướng không? And if she likes to eat, we will answer, yes, I like to eat. You can say, có, tôi thích ăn bánh mì nướng. À, không, tôi không thích ăn bánh mì nướng. Yes, I like to eat toasted bread. And no, I don't like to eat toasted bread. And B, trứng luộc. Trứng luộc is steamed egg. Boiled egg, better. So, do you like to eat boiled egg? Bà thích ăn trứng luộc không? Bà thích ăn trứng luộc không? Có, tôi thích ăn trứng luộc. Không, tôi không thích ăn trứng luộc. Now exercise 7. Listen to the tape and then answer the questions. Now I will read the tape. Món ăn Việt Nam. Từ khi có nhiều người Việt đến định cư tại Úc, món ăn Việt Nam trở nên quen thuộc. Món ăn Việt Nam ngon và rẻ. Nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị như tiêu, ớt, hành, tỏi. Nước mắm là thứ gia vị đặc biệt của người Việt Nam. Anh biết được không? Món ăn Việt Nam. Từ khi có nhiều người Việt đến định cư tại Úc, món ăn Việt Nam trở nên quen thuộc. Món ăn Việt Nam ngon và rẻ. Nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị như tiêu, ớt, hành, tỏi. Nước mắm là thứ gia vị đặc biệt của người Việt Nam. Now I will translate. Món ăn Việt Nam, Vietnamese dishes. Từ khi có nhiều người Việt đến định cư tại Úc, từ khi mình xin có nhiều, there are many người Việt, Vietnamese, đến, arrive, định cư, to settle, tại, in Úc, means Australia, xin, there are many Vietnamese, arrive, to settle, down, in Australia. Món ăn Việt Nam, Vietnamese dish, trở nên, means become, became, quen thuộc, familiar. The Vietnamese dish became familiar. Ngon means delicious, rẻ means cheap, và means and. Vietnamese dishes are delicious and cheap. Many people like to eat chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. And chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún are Vietnamese dishes. Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị như tiêu, ớt, hành, tỏi. Gia vị means spices. Tiêu means pepper. Ớt means chili. Hành means onion. Tỏi means garlic. Vietnamese dishes have many spices like pepper, chili, onions, and garlic. Nước mắm means fish sauce.
Nước mắm is a special spices of Vietnamese. So now to answer the questions, I will put the passage on the right side. A. Món ăn Việt Nam ngon không? Món ăn Việt Nam ngon không? Vietnamese dish delicious. In the passage, it is written that món ăn Việt Nam ngon và rẻ. So the answer is món ăn Việt Nam ngon. Món ăn Việt Nam ngon. B. Nhiều người thích ăn món gì? Nhiều người thích ăn món gì? What dish do many people like to eat? In the passage, it is written that nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. So the answer is nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. Nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở, hủ tiếu, bún. C. Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị phải không? Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị phải không? Do Vietnamese dishes have many spices? Is this right? Are Vietnamese dishes have many spices? Don't they? In the passage, it is written that món ăn Việt Nam có nhiều gia vị như tiêu, ớt, hành, tỏi. So the answer is món ăn Việt Nam có nhiều gia vị. You should say phải. Món ăn Việt Nam có nhiều gia vị. Phải, món ăn Việt Nam có nhiều gia vị. That's right. Yes, Vietnamese dishes have many spices. D. Gia vị đặc biệt của người Việt Nam là gì? Gia vị đặc biệt của người Việt Nam là gì? What are the special spices of Vietnamese? What is the special spice of Vietnamese? In the passage, it is written that nước mắm là thứ gia vị đặc biệt của người Việt Nam. Nước mắm là thứ gia vị đặc biệt của người Việt Nam. So, this is also the answer. You can say gia vị đặc biệt của người Việt Nam là nước mắm. Gia vị đặc biệt của người Việt Nam là nước mắm. The special spice of Vietnamese is fish sauce. Very good. Now let's move to written practice. 2. Thực hành viết. 1. Use the question words có, chấm chấm chấm, không to write questions and positive answers. A. Ăn chả giò. Bà Nam.
So the question is, bà Nam có ăn chả giò không? Bà Nam có ăn chả giò không? Has Mrs. Nam eaten chả giò? Okay, I will show you chả giò on the picture. Chả giò. I think it's like a fried spring roll. Yeah, fried spring roll. Chả giò. Has the Mrs. Nam eaten a fried spring roll? The answer is dạ có. Yes, she has. B, uống bia, to drink beer. And ông Williams, Mr. Williams. So the questions using the question word có, chấm chấm chấm, không, y. Please translate the has Mr. Williams drunk beers. Williams có uống bia không? Ông Williams có uống bia không? And the answer is dạ có. Dạ có. Yes, he has. C, thường ăn sáng. Often, usually have breakfast. And ông Nam, Mr. Nam. So the answer is ông Nam có thường ăn sáng không? Ông Nam có thường ăn sáng không? Has Mrs. Nam usually had breakfast? Has Mr. Nam had usually had the breakfast? The answer is dạ có. Yes, he has. And D, thích uống cà phê. Like to drink coffee. Mai is a Vietnamese name. Mai có thích uống cà phê không? Has the Mai like to drink coffee? It's a bit strange to translate like this. So you just need to translate, does she like to drink coffee? The answer positive is dạ có. Yes, she does. Exercise 2. Now use the word được không to write questions and negative answers. A, ông Nam, Mr. Nam, uống bia, to drink beer. And the question is A, ông Nam uống bia được không? Ông Nam uống bia được không? Can he, can Mr. Nam drink beer? Mr. Nam drink beer, can drink beer, can't he? The answer negative is dạ không được. No, he can't. B, ông Williams, Mr. Williams, ăn bún bò, to eat Vietnamese beef soup. So how to ask Mr. Williams, can eat Vietnamese beef soup? Can't he? Or can Mr. Williams eat Vietnamese beef soup? Ông Williams. Ăn bún bò được không? Ông Williams ăn bún bò được không?
Yến sơ y, dạ, không được. No, he can't. C. Bà Nam, Mrs. Nam, and no one to cook. So, please translate. Can Mrs. Nam cook? Mrs. Nam can cook, can't she? Bà Nam nấu ăn được không? Bà Nam nấu ăn được không? The answer negative is dạ, không được. Dạ, không được. You also can say bà Nam nấu ăn không được. Or bà Nam không biết nấu ăn. It means Mrs. Nam can't cook. Or Mrs. Nam doesn't know how to cook. D. Bạn ông ấy, his friend, cầm đũa to hold the chopsticks. So, can his friend hold the chopstick? Bạn ông ấy cầm đũa được không? Bạn ông ấy cầm đũa được không? The answer negative is dạ, không được. Dạ, không được. Or you also can answer bạn ông ấy cầm đũa không được. Bạn ông ấy cầm đũa không được. Or bạn ông ấy không biết cầm đũa. Bạn ông ấy không biết cầm đũa. His friend can't hold the chopstick. Or his friend doesn't know how to hold the chopsticks. Now, exercise 3. Write sentences to invite the following people to have a meal. A. Cô Mai, Miss Mai, and ăn sáng to have breakfast. So the sentence is tôi mời cô Mai ăn sáng. Tôi mời cô Mai ăn sáng. I invite Miss Mai to have breakfast. B. Cô ấy, she, ăn trưa to have lunch. So the answer is tôi mời cô ấy ăn trưa. Tôi mời cô ấy ăn trưa. I invite her to have lunch. C. Ông Williams, Mr. Williams, ăn tối to have dinner. So the answer is tôi mời ông Williams ăn tối. Tôi mời ông Williams ăn tối. I invite Mr. Williams to have dinner. Now, exercise 4. Read the passage in 1.7 and then write answers. A. Món ăn Việt Nam ngon phải không? Món ăn Việt Nam ngon phải không? A Vietnamese dish delicious. In the passage, it is written that món ăn Việt Nam ngon và rẻ. So the answer is món phải. Món ăn Việt Nam ngon. Phải. Món ăn Việt Nam ngon. B. Nhiều người thích ăn cơm Việt Nam không? Nhiều người thích ăn cơm Việt Nam không? Are there many people like to eat Vietnamese dishes? Do many people like to eat Vietnamese dishes? In the passage, it is written that nhiều người thích ăn món chả giò, cơm chiên, phở,
hủ tiếu, bún. So the answer is có nhiều người thích ăn cơm Việt Nam. Có nhiều người thích ăn cơm Việt Nam. Yes, many people like to have Vietnamese meals. C. Bạn thích ăn món gì? Bạn thích ăn món gì? What dish do you like to eat? In the passage, he doesn't say that which dish he prefer. So the answer, you can choose one of these dishes or all of these dishes. So I invite the answer. Tôi thích ăn món phở. Tôi thích ăn phở. I like to eat the dish phở. I like to eat phở. D. Bạn ăn nước mắm không? Bạn ăn nước mắm. Sorry. Bạn ăn nước mắm được không? Bạn ăn nước mắm được không? Can you eat fish sauce? You can eat fish sauce, can't you? If you can eat fish sauce, you can say được. Tôi ăn nước mắm được. If you can't, you say không, tôi không ăn được nước mắm. Không, tôi không biết ăn nước mắm. No, I can't eat fish sauce. No, I don't know how to eat fish sauce. Finally, we finished today's lesson. I hope that you enjoy it. So bye-bye and have a nice day. See you on the next module.